tình trạng số 2. Và ở đây không biết có trục trặc gì mà trước phía trước không thể đi được, dừng lại. Mọi người bắt đầu xuống, chúng tôi đi chiếc số 2 và cũng phải dừng lại ở giữa đường để đi bộ. Và chúng tôi bây giờ đang đi bộ đi về phía cầu trên để đi bên sang bên kia sông. Và bây giờ chúng tôi đang đi lên phía cầu trên, là một trong những cây cầu lâu đời cũng như là nổi tiếng nhất của thành phố Budapest. Gọi tên gọi của Budapest bao gồm ghép của hai phần của thành phố, một bên là Pu, một bên là Pest, còn ở phía giữa là Da, là Danube. Và ngay bên phải tôi đây chính là dòng sông Danube chảy qua rất là nhiều thành phố của châu Âu, bao gồm có cả thành phố Viên của Áo và Budapest. Đi tram gợi cho chúng ta kỷ niệm về Hà Nội, những chiếc tàu điện leng keng ở bờ hồ. Có lẽ những chiếc tàu tramvai ở đây cũng già như những chiếc tàu từ thời leng keng bờ hồ, nhưng ở đây họ vẫn đang tiếp tục chạy, vẫn tiếp tục duy trì. Bên trái tôi là một tòa lâu đài khá là lớn, và phía trước là một cái tường hiện đại. Giao thông ở đây khá là hỗn loạn. Chân của cây cầu chính là dòng sông Danube. Châu Âu trước khi về đến đây. Cây cầu này, những thành gỗ này, những thành sắt này có lẽ đã chứng kiến biết bao nhiêu giai đoạn lịch sử của thành phố Budapest cũng như đất nước này, trải qua từ giai đoạn trung cổ cho đến cộng sản và sau này. Con nói gì cho bố đi. Và bây giờ Phương Linh sẽ kể một câu chuyện về Budapest mà con đã kịp đọc ở trên tàu. Bước vào tuổi mới của con là tuổi 9, với khát khao chinh phục thế giới và những kho kiến thức khổng lồ, con đang bước xuyên con đang đi xuyên qua cây cầu trên bridge, được gọi là cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây cầu Xích. Và Linh sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về Budapest Castle. Linh ơi, ở phía xa kia có một nhà thờ hoặc là một tòa lâu đài kiểu đẹp quá. Những cái mái nhọn kia trông giống như nhà thờ, nhưng đó chính là nhà quốc hội của đất nước này, của Budapest, và cũng là một biểu tượng du lịch mà chúng tôi hay bất kỳ người du khách nào đến thăm thành phố này cũng sẽ phải ghé thăm. They were not alone.